Chào nị, thường á, trong mấy cái phim phiêu lưu kỳ ảo này nọ, mình hay thấy có một cái cánh cổng thời gian để đi từ thế giới này qua thế giới khác đúng không? Thì nị biết không, trên thế giới á, cũng có một cánh cổng tương tự như vậy đó, nhưng mà tương tự thôi. Cánh cổng này á, nối hai quốc gia là Ba Lan và Latvia lại với nhau. Thì những người ở Ba Lan á, sẽ nhìn thấy được những người ở Latvia và ngược lại, cả hai bên á, có thể nhìn thấy nhau và vẫy tay chào nhau như vậy nè. Có điều á, là mình chỉ nhìn thôi chứ không có đi qua đi lại được. Nhưng mà vậy cũng vui ha nị. Thì cái cổng này á, làm cô nhớ đến một câu hỏi, đó là tìm quãng đường ngắn nhất đi từ điểm A đến điểm B. Ở đây á, là tìm quãng đường ngắn nhất đi từ Latvia đến Ba Lan. Thì câu trả lời là để A chồng lên B rồi đi xuyên qua nó. Thì ở đây cũng vậy luôn, cái cánh cổng này á, cũng tạm được xem là quãng đường ngắn nhất rồi, dù á, mình chỉ có thể nhìn mà không thể đi qua được. Thì tương tự như vậy nè, máy tính, điện thoại cũng là một cái cánh cổng ảo như vậy đó. Biết đâu nha, một ngày nào đó mình sẽ làm được một cái cánh cổng có thể đi từ nơi này qua nơi khác như trong phim thì sao? Đâu ai nói trước được điều gì, tại cách đây 100 năm á, cũng đâu có ai nghĩ là mình có thể mở được một cái cánh cổng ảo, có thể thấy được một người cách mình nửa vòng trái đất như vậy đâu. Nhưng mà giờ mình đã làm được rồi, nên á, không gì là không thể. Cô nghĩ vậy á. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.